Kỳ kỳ, bác có thấy kỳ không? Thấy nó đều không? Được mà. Con dễ thương chắc. Thank you.
Ghế này có cái ghế đó, tôi thấy rồi. Wow, mình đã chờ bất lắm luôn đây. Wow, wow. Cô Út là đẹp ghê á. Mấy cái giỏ bỏ đi mà làm mất đẹp mắt mà ngon không ngờ luôn. Này cụ Út làm mất giỏ chanh dây, giỏ bưởi và giỏ dưa hấu nghe.
Gần Tết trái cây bắt đầu có giá nên mua về ăn mình tận dụng hết sạch, vừa tiết kiệm vừa có thêm món ngon đổi vị. Món mứt vỏ bưởi thì quá quen thuộc luôn. Phần vỏ bưởi có tinh dầu nên thơm lừng, xên mứt giòn giòn ngọt ngọt. Úc cắt nhỏ ra ngâm muối một hồi mình bóp cho hết đắng. Còn dưa hấu Úc gọt phần vỏ xanh rồi xẻ ra ăn, lấy phần cùi trắng để làm mứt. Phần này nhà Úc hay để nấu canh, nay mới thử làm mứt lần đầu. Có mấy tinh dây tươi Úc gọt vỏ rồi khía cạnh để tạo hình hoa. Khía nằm cánh ép dẹp ra là được cái hoa xinh xinh rồi. Vỏ chanh dây thơm dẻo, xên mứt chua chua ngọt ngọt, ăn hơi bị dính luôn. Xong hết thì Úc trụng sơ qua nước sôi một lượt thì đi ướp đường. Mứt chanh dây thì thêm xíu cốt chanh dây cho vị mứt chua chua. Lúc đợi thấm, Úc tranh thủ chỉ hai bác đăng ký ứng dụng Agribank Emobile Banking để giao dịch cho tiện. Tết này Agribank đang có chương trình khuyến mãi, đăng ký Emobile Banking là trúng một lượng vàng. Nghe xong ai cũng háo hức. Đăng ký xong, Úc vô bếp bắt chảo lên sên. Hồi nào thấy nước rút bớt, mình bắt đầu đảo mứt chanh dây để khỏi bị khét hang. Sên cho mứt hơi sệt thì Úc gấp ra đem sấy. Có nắng mình phơi một hai nắng cho ráo cũng ngon lành. Úc xên tiếp mứt bưởi rồi mứt dưa hấu. Mứt vỏ bưởi khô là cứng và giòn, còn mứt dưa hấu thì mềm tan luôn. Xên xong bày ra dĩa là mứt chanh dây cũng khô, dẻo lại nhìn trông ngon lành hen. Úc không có để miếng màu nào mà vỏ chanh dây lên đỏ ao đẹp ghê. Tết này có nhiều giá trái cây thì mọi người thử làm mứt giúp Úc nghe. Giờ thì mời mọi người cùng ăn vuốt. Bình kỹ này nó hết sắn.